Rồi, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay đã trở lại kênh Lee Khoa Audio chuyên về âm thanh bạc, âm thanh cổ. Và hôm nay thì Khoa chính thức lên sóng một siêu phẩm đến từ thương hiệu Marantz, model là 2330. Đây cũng là đề lớn đây này, nha, khá lớn rồi. Nó sẽ là đối tác đánh được rất nhiều loa khó tính. Những dòng loa lớn của hãng, ví dụ như JBL 4344, 4345 nha. Hoặc là Beoner thì đánh những cái dòng lớn như S955, 955 ba la mã. Đấy. Còn những cái dòng mà S180A hay là L100 thì nó rất đơn giản nha. Rồi, thì bên cạnh đó thì nó cũng đánh được các dòng loa khác, bát ba tấc, công suất lớn trở lên. Anh em tham khảo. Khoa chỉ lấy ví dụ những dòng loa nổi tiếng thôi ha. Rồi, thì con này là có vỏ gỗ zin anh em nha. Phiên bản này là Mỹ USA điện 120V. Đấy. Rất là tuyệt vời, rất là nặng nữa nè. Con này theo công bố của hãng là nặng 25kg nha. 25kg, size lớn này. Size 48 anh em, size 48 ha. Con lớn này thì nó sẽ chỉnh được 3 dải bass, mid, chép và nó là chỉnh 2 tầng, anh em để ý nha. Những cái con lớn đó, nó sẽ chỉnh được left right từng vế một á. Đến hai cặp loa nha, đầy đủ các chức năng khác. Thì mấy phần chức năng khác thì không, phiên bản Mỹ thì nó sẽ là loa nó sẽ tầm 1, sẽ tầm 2 cho nó không có để là AB ha. Rồi bây giờ thôi quay cho anh em xem phía sau. Vỏ gỗ rất là đẹp này. Vỏ gỗ zin nha. Hiếm lắm, hiếm có vỏ gỗ zin này lắm. Đa phần người Việt Nam là phải đóng thôi. Còn đây là chiếc vỏ gỗ zin. Đây nè. Điện 120V ha. Nên còn keo chưa lau luôn này. Con này nó có chức năng làm men và rề, rề ao á nha. Mình có thể biến nó thành một cái rề để dùng cho những cái bao khác. Đấy. Đây nè, phiên bản của Mỹ điện 120 này ha. Nó vẫn là design Inuit A anh em nhé, nhưng mà nó là sản xuất ở Nhật. Đấy, nó rõ ràng như vậy, ăn tè. Đó, ok ha. Rồi bây giờ Khoa sẽ lôi nó ra cho anh em cùng xem được cái ruột gan bên trong. Con này còn rất đẹp luôn. Rồi Khoa đã tháo ra nè, con này khá đẹp nè, còn nguyên bụi nha. Nguyên bụi thì cái bụi thì mình lau sau thì nó đơn giản, không có gì hết. Thiết kế ruột gan linh kiện rất là nhiều. Đây, tàu 15.000 mi, 75V ha. Đó, anh em cùng xem qua. Đó, rất là tuyệt vời. Cái này là relay nguồn này, đóng ngắt đấy nha. Thì hai cái tần nhịp nằm hai bên hông. Nó chạy sò ma răng chữ đỏ anh em nha. Đây, sò ma răng chữ đỏ này. Đó. Ok. Con này được sản xuất 16 tháng 4 năm 1977 này. Đấy, có số trên mạng trên này luôn. Rất là đẹp. Thật sự là rất đẹp nè, con nguyên bụi anh em nha. Cái này thì mình sẽ lau sau nha. Đấy, không vấn đề gì, đít thì quay rồi. Đó. Đó. Thì để nguyên bản nguyên bụi cho anh em xem luôn. Con này là phiên bản Mỹ anh em nha, ship từ Mỹ về. Đó. Rất là tuyệt vời. Đó. Không có gì để chê, máy đang hoạt động cực kỳ tốt luôn. Hoạt động tốt, Khoa đã test rất nhiều lần rồi nè, đã cho máy chạy demo rất nhiều lần. Đó. Hoàn hảo luôn. Không có gì để phải chê luôn, kể cả đài cũng hoạt động tốt luôn nha. Anh em cùng xem rất là đẹp. Đấy, tháo ra rồi cho anh em xem thực tế này, mặt mũi là đẹp xuất thần luôn nha. Đó, không có gì để chê. Đấy. Đó, tuyệt vời rồi ha. Thì những cái con này càng ngày càng hiếm nè. Nếu mà ở bên Mỹ thì con này nó rất là nhiều tiền, nó phải từ 6.000 đô. Ở bên Mỹ họ chuộng cái con này ghê lắm. Còn mình đây mình hàng về được hàng công thì có cái giá tốt nha. Anh em có thể gọi lên mạng để tham khảo ha. Những con đẹp như thế này rất là hiếm. Cái model mà 2330 này á được người chơi yêu thích này. Nó chỉnh cái dãy mic rất là hay, cực kỳ hay luôn. Đánh vào JBL 4344 nó hơn hẳn những cái con Lutman 100 triệu, hơn hẳn con 590 UF luôn nha. Và cũng hơn hẳn luôn cả Sansui G9000DB. Là có những khách chơi á, họ có những cái trải nghiệm thì nên không mới biết nha. Chứ vì Khôi cũng ít khi có 4344, nhưng mà những người chơi đã nhận xét như vậy. Thì Khôi ghép cái này với một số loa có sẵn thì Khôi khẳng định với anh em nó vẫn hơn là G9000DB. G9000DB nó chạy sò Sanken thì nó không bao giờ nó lên được tiếng WAP như cái sò là
Toshiba tự động. Thật ra sò này là sò của hãng Bione đấy nhé, nó nên nó tiếng của nó mềm mại hơn, bay hơn nhé. Rồi ok, anh em tham khảo và lựa chọn mức giá luân quân 35 triệu nha. 35 triệu. Anh em nào mà xem được clip này mà chốt trước, chốt luôn trong đêm này thì Khôi sẽ fit thêm nha, fit thêm. Nhưng mà giá thì luân quân 35 triệu. Chuyển khoản đủ thì Khôi bao ship tận nơi. Còn ship code thì cộng cho Khôi 30% ha. Rồi. Khôi kết thúc clip ở đây và hẹn gặp lại. Phần cuối sau khi Khôi test chất âm là Khôi kết thúc luôn nha. Nhiều khi là quay trở lại nó mất thời gian nhé, anh em thông cảm. Thứ nhất là con đông ly này nó có công suất, có trầm thì mình đánh bolero cho ta được tiếng trầm, cũng như là cái cặp loa KLH12 đó là nó có cái bộ EQ đó, nên đánh bolero nó rất là bay vòng luôn, thì anh em tham khảo nha.
Thì cả bộ này anh em, cả bộ này thì cái mức giá là hơn 50 triệu. Còn riêng con ông Ly anh em thì có giá hơn 30 triệu. Anh em nào trong tầm chơi, có nghĩa là tài chính mình cho phép đó, trên 30 triệu thì liên hệ với Khôi để cùng giao lưu nha. Thì không có lấy vỏ thì trừ tài tiền cũng được, thì Khôi sẽ để dành Khôi khi nào có con khác Khôi bỏ vào, vì cái vỏ này là mình ship về rất là có giá trị luôn nha. Anh em có nhu cầu thì liên hệ cùng giao lưu, chuyển khoản đủ Khôi bao ship tận nơi. Còn ship code COD thì cọc cho Khôi 30% và còn lại bù điện thu hồi nha. Xin chào và hẹn gặp lại.